Xin chào tất cả mọi người. Chúc mừng tất cả các bạn ngày hôm nay. Staking crew để lấy crew thì cũng đã rất là nóng và mọi người ai cũng ký quỹ. Và để chúng ta xem là hôm nay chúng ta như thế nào. Để tôi giải quyết những xem xét những vấn đề quan trọng nhất trong tuần này, những câu hỏi quan trọng nhất mà mọi người hỏi trong các phòng chat. Thực sự là một ngày hôm nay là ngày rất là nóng. Cho tôi xin slide tiếp theo ạ. Chúng ta đã chuyển từ back office sang my crypto unit hôm 10 tháng 3 lên blockchain. Chúng ta đã làm sao được trong ví blockchain. Và ngày 22 tháng 3 thì cái số liệu thống kê là trên stock blockchain chỉ có 176 partner, 176.000 partner, bởi vì khoảng độ 25%, tức là chỉ có một phần cứ 4 người thì mới có một người là sang blockchain, còn lại 3 người còn lại thì còn chưa biết. Là chúng ta đã làm được điều đó, chúng ta đã lên blockchain được 2 tuần nay rồi. Gần đây chỉ có cái trường hợp là tôi đang lái xe đến văn phòng thì có một người có một số quen gọi, và cái người phụ nữ đầu dây họ nói là tôi là ở thành phố này thành phố kia, Orenburg, ở trong trong cái hệ thống của ai đấy, mà tôi nghe tôi không nghe rõ, tôi không nhớ tên cái người đấy là ai cả. Và họ nói là chúng tôi muốn lấy lại tiền, chúng tôi muốn lấy lại unit. Tôi bảo là thế chị có biết là chúng ta đã sang blockchain rồi hay không, chúng ta đã có sàn rồi, đã có token, chúng ta có thể ký quỹ rồi. Thế người đấy bảo là không, tôi không biết. Thế thì tôi lại hỏi là thế anh chị không xem webinar, thì họ bảo là không, tôi không biết gì cả, tôi không xem. Như vậy thì là hôm nay chúng ta có gần 1.100 người ở trong trên tham gia webinar tiếng Nga. Có một số người thì xem web, xem YouTube, và một số thì là tham gia ở các cái phòng Zoom khác. Thế nhưng mà đa số thì họ không nghe, họ không xem, tham gia các webinar, họ không đọc tin tức, thành ra là họ không nắm được tình hình. Và chúng ta đã làm được việc được 2 năm rồi, và những người kiên nhẫn nhất đang chờ thì hôm nay thì họ đã được nhận cái phần thưởng xứng đáng. Và chúng ta đã có thể đặt cái quỹ crew để lấy crew, và đó là cái món quà rất là tuyệt vời dành cho những người nào mà chịu khó theo dõi tin tức và luôn nắm rõ tình hình. Và hôm nay thì tôi thấy là 1.100 người đang tham gia ở phòng tiếng Nga rồi các phòng khác nữa. Thì xin các bạn đối tác của chúng ta hãy gọi điện cho những người quen của mình, những người mà các bạn đã từng mời tham gia dự án Crypto Unit. Đừng các bạn đừng ngại, đừng mất đừng lười, và vào trong cái back office của mình hãy xem cái những cái người trong hệ thống của mình là ai, sau đó liên hệ lại với họ và thông báo cho họ là hãy chuyển sang blockchain. Chúng ta ở đấy rất là vui, và chúng ta có thể nhận thu nhập bằng UNTP. Tôi biết là có nhiều người partner đã nhận được UNTP ngay từ những ngày đầu, họ đã chuyển lên sàn rồi, đã bán rồi, thậm chí là rất là thú vị. Và rất là tôi nghĩ là mọi người có thể thấy là phát hành UNTP vẫn chưa hết đâu, cũng như là cái quỹ crew cũng thế. Việc phát hành UNTP sẽ còn diễn ra tiếp diễn trong 10 năm nữa, và chúng ta là chủ sở hữu của token crew và token world crew, thì chúng ta sẽ khai thác các cái token blockchain UNTP. Và có một điều tin tức rất là quan trọng là trong thời gian tới blockchain là sẽ được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, là trong khắp toàn bộ lịch sử của các loại tiền crypto thì chúng ta đã làm được một cái Fox ES là rất lớn nhất, Sam ES. Và hôm nay thì là có 2,5 triệu ví crypto, 2,5 triệu. Thì chúng ta đã có gần 900 nghìn tài khoản rồi trong vòng 2 năm vừa qua. Thì cộng đồng của chúng ta, chương trình của chúng ta đã thu hút được rất là nhiều người tham gia. Và về quy mô của blockchain tư nhân theo code ES thì chưa có cái ai làm được như vậy, và chúng ta là cái nhóm lớn nhất
Và sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái bài báo viết về vấn đề đó. Rất là nhiều phương tiện thông tin đại chúng họ quan tâm để mà sẽ đưa tin về điều này. Và tôi nghĩ là cái crew của chúng ta sẽ lên giá, tiếp tục lên giá. Và hiện nay thì sàn của chúng ta, thực ra là tôi không nên nói là của chúng ta mà, nhưng mà tôi cứ quen rồi, bởi vì là sàn thì vẫn mới bắt đầu thôi. Thì tôi đã dặn trước là những ngày đầu tiên thì sàn sẽ hơi không được ổn lắm, thì mọi người đừng vội ký quỹ lớn, các khoản lớn, các bạn đừng ký quỹ những khoản lớn, cũng nên đừng nên chuyển đổi gì cả, đừng phải chờ một thời gian cho nó ổn định đã. Sàn hiện nay đang ở trong cái giai đoạn là sửa đổi các thứ, thì chúng ta còn phải kiểm tra lại, hoặc là những cái giao dịch, hoặc là memo người nào để quên hay là gì đấy, kiểm tra đúp thì cũng chưa có. Hiện nay thì chúng ta có rất là ít crypto. Nếu các bạn thấy thì chúng ta chỉ có khoảng độ 5 Bitcoin. Nếu mà ai đó đưa nửa Bitcoin thì sẽ làm cho cả thị trường sẽ bị ảnh hưởng, của chúng ta cần phải từ từ chờ, từ từ dần dần thì cái thị trường, cái dung lượng tiền trên đây nó mới tăng lên. Chúng ta sẽ xem cái slide tiếp theo, nó sẽ có nhiều thông tin hơn. Tôi viết slide này lâu quá rồi tôi quên mất là chúng ta còn có cái slide blockchain nữa chứ. Tôi viết từ lâu rồi tôi quên mất. Thì tôi muốn nói về chuyện là staking và unstaking. Khi chúng ta unstake crew mà để chúng ta khai thác ETH thì nó sẽ mất 72 giờ. 72 giờ đấy. Thì bây giờ muốn chúng ta mà unstake thì phải mất 72 giờ chờ, và nhiều đối tác thì họ đã muộn, họ đã không kịp, họ chờ đến ngày 14 họ muốn ký quỹ để là ký quỹ crew, thì những cái token bị mất, bấm cái nút unstake và sau đó thì crew biến mất. Thế bây giờ làm nào? Crew biến mất khỏi cái tài trên cái tài khoản, bởi vì nó đang đi trên đường, cái crew đấy nó trên đường và nó chưa đến tận nơi cho các bạn, và chưa thể các bạn chưa thể sử dụng được trên cái tài khoản của các bạn, trên số dư của các bạn nó chưa hiện lên. Thế thì chúng ta sẽ phải chờ 72 giờ sau thì nó mới xuất hiện trên cái số dư của mình. Vậy thì đây là cái lời nhắc là 72 giờ, chúng ta phải chờ 72 giờ. Thì các nhiều chúng tôi chưa kịp thông báo, thì tôi phải nói với mọi người là 10 giờ thì mọi người ai cũng chờ staking, thì chúng ta phải làm cái gì đấy. Thì các developer của chúng ta, các lập trình viên của chúng ta quên chưa viết, thì có những cái đáng nhẽ phải có cái cửa sổ thông báo là việc ký quỹ hay ăn staking thì rút ký quỹ thì là sẽ phải mất 72 giờ chờ, cho nên là mọi người sẽ nhận được cái thông báo đó, ăn stake sẽ mất 72 giờ. Về blockchain thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi sau về vấn đề đăng ký trên sàn giao dịch và xác thực trên sàn. Thì chúng ta trên sàn chúng ta đã có 24.000 người đã đăng ký trên sàn, và trong đó tức là đến ngày 22 tháng 3 đấy, chúng ta có cái số liệu thống kê như trên slide đây, đã được xác minh thì là 7.500, và đang chờ xác minh là 5.400 người đang chờ xác minh. Và trong số ngoài ra thì có hơn 11.000 người thì còn chưa gửi tài hiệu để xác minh, và những người bị từ chối là 743 người. Thì trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thể gửi lại được cái tài liệu để xác minh. Thì tại sao bị từ chối thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là cái hệ thống Global Pass họ làm việc, hoạt động như nào, họ làm việc như nào thì chúng tôi đã nói nhiều lần rồi. Tức là đội ngũ đấy thì họ sẽ kiểm tra Global Pass, thì là có một con robot nó đứng, nó xem các cái tài liệu đấy là tự động, và các cái giấy tờ được xác nhận, được kiểm tra lại xem còn trong tên tuổi có đúng không, và nếu như cái người này có bị trùng tên họ với một cái chính khách nào đấy, hay là với một người nào đó mà bị có tiền án tiền sự, thì Global Pass thì sẽ tự động từ chối cái việc cái xác minh. Và cái người này phải có một con phải có người lúc đấy sẽ phải yêu cầu con người tham gia, họ sẽ phải vào họ xem cái profile của cái người đăng ký xác thực này và kiểm tra lại xem là có cái gì, chỗ này có lỗi gì, có chỗ nào vấn đề gì, ví dụ họ tên bị trùng, ngày sinh không trùng chẳng hạn, thì sẽ biết là à đây không phải là cái người có tiền án tiền sự đó, hay là cái người làm chính khách đó. Thì lúc đó thì nhưng mà cái người nhân nhân viên kiểm tra đó thì họ không thể là bấm một cái nút là ok cho cái ông này thông qua mà cho ông lên sàn ngay, mà sẽ phải viết
Vào Global Pass là đây. Để cho Global Pass họ trên phía họ họ sẽ đồng ý chấp nhận cái người dùng này. Tức là phía chúng ta sẽ có người kiểm tra và sau đó thông báo cho Global Pass, và sau Global Pass nhận được cái thông tin đấy thì họ sẽ ok bên phía họ, thì lúc đấy thì chúng ta mới được thông qua, chúng ta mới được xác minh. Và cái hệ thống thanh toán cũng như vậy, nếu như chúng ta mất nhiều thời gian để chúng ta đăng ký xác thực trên hệ thống thanh toán thì cũng tương tự thôi. Cái người nhân viên của chúng ta sẽ nhìn thấy mọi cái ok cả và có thể chấp nhận, thì lúc đấy cái người nhân viên của chúng ta sẽ gửi email cho Global Pass. Global Pass sẽ có một cái người họ sẽ xác nhận và lúc đó chúng ta mới có thể được xác thực. Thế cho nên là ở đây là cái quá trình nó khá diễn ra khá là chậm. Thế cho nên là 743 người thì có khi là phải chờ trong tuần này, tuần tới thì các bạn sẽ nhận được cái nút để chúng ta xác minh lại, gửi lại tài liệu để xác thực lần nữa. Và những ai những cái người trong số 5.380 thì chúng ta cũng chờ khoảng độ một tuần tuần nữa thì sẽ được kiểm tra và sẽ được xác thực. Đấy là cái vấn đề xác thực để lên sàn này. Chúng ta xem tiếp slide tiếp theo. Hiện nay chúng ta có các số liệu thống kê như này. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta có các con số như sau. Thứ nhất là cái những người may mắn nhất và tham gia được cái ví thì họ đã kịp ký quỹ crew để lấy nhận crew và cho cái loại crew đầu tiên, loại ký quỹ đầu tiên là crew nhận crew thì chỉ có 133.435 crew, bây giờ đã hơn 1 tỷ, đã có hơn 1 tỷ và cái bức tranh nữa hoàn toàn thay đổi. 1 tỷ 800 triệu crew đang được ký quỹ để nhận UNTP. Hiện nay thì hơn 1 tỷ trong số đó, staking đó thì đã chuyển thành staking crew, lấy crew. Một phần thì được lưu trữ ở trên ví để bán theo cái tỷ giá, theo cái giá hợp lý, hoặc là tặng cho ai đó, gửi cho ai đó. Bởi vì nhiều người hỏi tôi là làm thế nào để có thể tặng cái token cho ai đấy, thì chúng ta đã có cái điều, có cái chức năng để chúng ta tạo ví cho các đối tác ở bên ngoài tham gia, đối tác ngoài cộng đồng tham gia, và ở đó có một cái ô cửa sổ. Tôi cũng đã lưu ý với các lập trình viên. Thế thì cái cửa sổ khi mà chúng ta tạo ví ở trên cho những người mới vào ấy, thì nó viết không rõ là phải gửi cái gì đi đâu, gửi đến tài khoản create crew acc, tức là cái tài khoản đấy nó gọi thế, chúng ta phải gửi cái tài khoản đó 240 UNTP và làm memo. Không phải là cái memo giống như là trên sàn đâu, bởi vì nó rất là dài, thường trên sàn nó dài. Những cái memo ở đây thì là cái ví mới của chúng ta, những cái tên tài khoản mới đấy thì nó sẽ là memo. Và cái ô cửa này thì tôi đã yêu cầu là mọi người sửa lại, lặp lại cho nó rõ ràng hơn để gửi cái gì, và sau đó thì có memo. Thì tôi nghĩ là chắc là ngày mai hoặc ngày kia thì sẽ phải làm lại, chúng tôi sẽ làm lại, họ sẽ làm lại sau. Và ai cần cái ví thứ hai, thế thì nhiều người đã thấy có cơ hội là đã xuất hiện là có cái nút là tạo ví và họ đã quyết định làm thêm một cái ví nữa cho mình. Thế tôi cũng hiểu là chúng ta có cộng đồng rất là nóng và mọi người cũng muốn, ai cũng muốn, và chúng ta chạy theo và ở đây có rất là nhiều cái ví. Thế nhưng chúng ta không cần thiết phải có đến N cái ví khác nhau, không cần phải nhiều ví. Tôi nghĩ là mỗi người thì không phải kiểu gì cũng có đăng ký cho bố, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con. Đấy, thì bây giờ mỗi người thì phải có đến mấy cái ví rồi thì cần gì phải làm cái ví mới nữa. Và thậm chí thì tôi đã nói là ở trong một cái webinar tôi nói là nếu các bạn có ví vào cái số lượng lớn hơn 1 triệu thì tất nhiên là nên tạo vài cái ví khác nhau để dựa trên vài cái ví khác nhau. Và nếu như chúng ta đi trao đổi giao dịch thì chúng ta sẽ cẩn thận để khỏi bị sợ cướp hay bị gì đấy, chúng ta chuyển sang một cái ví khác, một cái ví trung gian hay một cái ví trống để bán, xong đó thì chúng ta trao đổi P2P đấy. Thế nhưng mà nói chung thường thì bây giờ mọi người không không giao dịch kiểu đấy nữa. Năm 2016 thì tôi khi mà Bitcoin bán Bitcoin, mà khi mà ngồi đối mặt với nhau face to face để bán Bitcoin với nhau thì đã có, năm 2016 thì có. Thế nhưng bây giờ thì các cái mọi người để làm online hết, đã trao đổi hết rồi. Và tôi nghĩ là các đối tác của chúng ta đã tạo ra cái thị trường đen, chợ đen ở bên ngoài rồi, và họ đang sử dụng cái đó bằng cách là chuyển từ ví này sang ví kia. Để cho tôi xin slide tiếp theo vậy ạ.
Môn qua tài sản, mấy cái ngày giao dịch đầu tiên thì nó chỉ cho chúng ta những điều gì? Là các đối tác của chúng ta xem các cái biểu đồ và họ không hiểu bất cứ cái gì, không hiểu cái gì cả. Ở đâu họ đưa crypto unit nạp vào xong lại rút ra xong lại nạp vào, như một cái câu chuyện hài hước về một con khỉ ấy ạ, vua của các cái con lion, con sư tử định chia mọi người là đẹp và thông minh, và con khỉ nó đứng nó nghĩ tôi làm nào cho thể tôi muốn vừa đẹp và thông minh. Thì cái hành vi của các cái đối tác của chúng ta, họ vào sàn và họ cũng không hiểu là chúng ta là làm đúng cái gì, làm gì chúng ta là thông minh hay là đẹp. Vậy là cái thị trường đen P2P thường hay là mọi người hoang mang, và người ta bảo là sàn không làm việc, rồi là hỗ trợ kỹ thuật không làm việc, rồi là không rút được tiền. Cái trung tâm hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có cái bị áp lực rất là nhiều về họ không biết là phải trả lời những câu hỏi như nào. Họ trả lời về liên quan tới hệ thống thanh toán, về cái tài khoản cá nhân YouTube Pay, cũng như về sàn, cũng như về blockchain. Một số người thì ví điện tử có cái tiếp nhận mà đối tác, một số người thì không điền được cái ship, câu ship. Vì vậy là liên quan tới sàn thì họ không thể kịp trả lời, và có các cái rất nhiều các câu hỏi đang view. Và vậy là chúng tôi đang hỏi các cái công ty khác họ tích tụ, và sau đó thì tất cả các cái câu hỏi đó sẽ được đưa lên trên sàn. Làm gì nếu mà tôi giao dịch của tôi không thực hiện được, chúng ta có những cái hòm thư riêng Finance cộng Analytics One, và ở đó thì có rất nhiều các cái thư từ, và chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng mà chúng tôi không thể đáp ứng tất cả các cái câu trả lời, cả những các cái thư từ mà bị mất, những thứ mà những người mà vội vàng, chẳng hạn một số người đối tác đã gọi điện và hốt hoảng và gửi 14.000 crore trên sàn, và memo thì thể hiện từ ví là withdraw, tức là anh vào lên sàn và anh nào nạp tiền vào, thay vào nạp tiền crore thì anh lại bấm nhầm enter bill hay withdraw, anh nhầm cái gì đó và thiết kế memo sai và tay con anh đã gửi rồi. Thì tôi nhiên thì sẽ không bị biến mất được blockchain nếu mà ví thì nó đúng exchange role, đó là cái sàn ví của điện tử của chúng ta, nhưng mà memo thì mỗi người có cái riêng. Vì vậy thì token sẽ được đưa vào một cách đúng nếu các bạn từ nhầm lẫn và bạn làm cái gì đó sai. Đó không có nghĩa là các cái nhân viên sàn phải vì bạn một mình bạn mà làm một cái gì đó sai lầm nhầm lẫn, và bỏ 10.000 người khác mà họ làm một cách đúng đắn nhất có thể. Trước tiên là luôn luôn xác nhận nạp tiền và rút tiền của những các cái đối tác mà họ làm một cách đúng nhất có thể, mà ai mà đã làm sai thì họ phải chờ đợi rất là lâu, có thể là phải 2 tuần. Hôm nay thì không có những các cái số lượng người mà có thể đáp ứng được tất cả các cái câu hỏi của các đối tác mà đang vội vàng làm nhầm lẫn. Tôi cũng biết là mọi người vội vàng đi đâu, bấm các cái nút linh tinh, và sau đó thì chúng tôi lại phải một cách nhanh chóng nhất phản hồi các cái tin, các cái nhầm lỗi của các bạn. Tôi đã cảnh báo rồi, đừng có hãy nạp tiền số tiền lớn, đừng có vội, cái sàn này nó không chạy đi đâu đâu, và tôi kết của bạn nó cũng không biến mất đi đâu đâu. Chúng tôi cần thời gian để có thể bắt đầu cái bảng những người mà bị nhầm lẫn, bị mất mát gì đó để chúng tôi có thể xử lý, và không thể sớm hơn thứ hai được. Sớm hơn thứ hai thì ai mà có những các cái nhầm lẫn gì đó thì mọi người chưa xử lý đâu. Liên quan tới việc rút tiền thì nhiều người viết là tôi bấm cái nút rút tiền 20 mấy tháng 3, chẳng hạn như nay 2 tháng 3, thì token đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được. Thưa các bạn, thì đại đa số những các cái mà thế nào nhỉ, có hai lý do tại sao lại việc rút tiền nó không được thực hiện. Trước tiên thì là khi các bạn rút tiền một tài khoản trở về thành không, chẳng hạn như là bạn có một Ethereum hoặc là 0,1 Bitcoin, và các bạn đặt rút tiền tất cả số tiền một Ethereum hoặc là 0,1 Bitcoin, nhưng các bạn không để số tiền cho giao dịch chẳng hạn, thì giờ nó có thể là 0,1 Ethereum thì giao dịch của Bitcoin là 0,05 chẳng hạn, và khi cái giao dịch này nó bị treo thì cái sàn đó nó không thể gửi được, và nó sẽ biết là không đủ cái tài khoản của khách hàng, thì anh ấy rút hết tiền muốn để tài khoản trở về không, nhưng mà anh không để cái phí giao dịch về mặt. Đây là một cái lỗi kỹ thuật, tức là nó một cái lập trình mềm viết một cách chưa hoàn thiện, là đều các bạn có thể hiểu được là các bạn phải để phí. Một số các sàn thì nó sẽ trừ một cách tự động cái phí, thì hôm nay cái chỗ này thì đã được hoàn thiện, nhưng mà cái giao dịch rút tiền từ tháng 2, 20 tháng 3, 2 đến bây giờ thì nó bị treo, nên nó không rút được ra khỏi sàn vì không đủ tiền cho giao dịch. Đó là cái lý do chính tại sao cái việc rút tiền thì nó không được thực hiện, và những các cái
giao dịch bị treo như vậy thì chúng ta có khoảng 30, 93 yêu cầu bằng Bitcoin, có 7 cái giao dịch đó cho ruột ERC, EOS và khoảng 30 về Ethereum, cũng không phải là quá nhiều, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng từ ngày mai sẽ xử lý tất cả các cái vấn đề đó, và muộn nhất thì là thứ hai sẽ giải quyết xong, vì thứ bảy chủ nhật thì các cái lập trình của chúng ta và các cái những người trả lời các câu hỏi đó không làm việc, vì vậy là chúng ta không thể mở rộng được các cái nhân viên cho đến khi sàn nó không hòa được vốn, thì bây giờ thì chi phí cũng tương đối rất lớn rồi cho việc hỗ trợ khách hàng, cho việc thuê server, và nhân sự thì chúng tôi cũng tuyển dụng cũng tương đối đủ, nếu không có những các cái lỗi kỹ thuật thì mọi thứ thì sẽ hoạt động một cách tự động. Bây giờ thì chúng tôi chưa cần thiết là trong vòng một tuần thuê thêm một nhân viên nữa và cho anh ấy tiếp cận cái sàn, cho anh ấy tiếp cận với các tool, rồi là một tuần sau lại bảo là thôi bây giờ tải của hệ thống nó giảm rồi, giờ chúng tôi không cần anh nữa. Thì chúng ta cũng có những cái yêu cầu khác để xử lý nhưng nó cũng không quá nhiều, lý do như vậy thôi, tức là không đủ tiền cho việc rút tiền, rút phí. Và lý do thứ hai là tại sao một số các yêu cầu bị treo là các bạn có thể cười nhưng đó là sự thật, một số các đối tác của chúng ta khi mà biết địa chỉ ví để điền, họ điền địa chỉ ví thì họ điền tất cả những thứ gì mà họ thích, có thể là điền số phố hoặc là email chẳng hạn, có thể là viết login của sàn của mình, tức là những khi chúng ta thấy các cái lỗi tại sao giao dịch nó không được thực hiện một cách tự động, và cái lỗi thì địa chỉ nó không thể có được 15 các cái ký tự, địa chỉ của blockchain của chúng ta nó là có 12 ký tự tối đa thôi, và chúng ta đang xem để nó viết cái gì thì ở đấy nó lại là toàn những cái thứ linh tinh gì, người ta đưa cái địa chỉ ví tôi chỉ có thể cầm bút đầu thôi, sự gì chúng ta có thì nó chỉ vậy thôi. Vậy chúng tôi đã hoàn thiện các cái vấn đề kỹ thuật như thế rồi, liên quan tới phí từ hôm nay thì nó sẽ chạy trơn tru, còn tất cả những cái thứ gì mà những giao dịch bị treo thì ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng xử lý hết ngay tiếp theo. Liên quan tới giới hạn và phí, ở đây thì chúng ta sẽ xem lại một lần nữa chúng ta có những cái phí gì và các cái giới hạn, một cái số tối đa cho giao dịch để nạp tiền và rút tiền là 1.000 đô la. Đương nhiên là đó là một cái số tiền rất là bé để mà có thể xử lý một cách tự động, và cũng có thể là chúng tôi sẽ kiểm tra lại về, chúng tôi sẽ test lại về việc cái ví nó hoạt động ổn. Nếu mà chúng ta mà nạp rút tiền mà cái số tiền rất là lớn ấy, thì mọi người sẽ mất số tiền lớn hơn rất là nhiều, vì cái chênh lệch của cái số tiền nhiều hơn rất là so với ý. Ví dụ như mọi người rút tiền từ Ethereum xong đó, trong khuôn khổ 1.000 đô la, nếu mà mất xong đó cái tỷ giá Ethereum nó bị lên xuống gì đấy và anh ấy sẽ biết là tôi bị lỗ, tôi muốn bán Ethereum thời điểm này theo cái giá cao đấy nhưng tôi không rút được tiền vì nó bị, và vì tôi bị mất tiền. Nếu mà anh bán Crypto thì Ethereum nó không bị mất ở đâu, thì cái Ethereum thì rồi nó cũng sẽ quay trở lại giá của giá cũ thôi, vì cái việc chênh lệch giá, giá cao giá xuống thì nó là chuyện bình thường. Vậy là cái giới hạn bén này mà khi chúng ta đang test các cái hệ thống và các cái lỗi kỹ thuật ý, chúng tôi đang khắc phục, vì vậy là để mọi người không bị những các cái mất mát lớn, vì vậy là chúng tôi giới hạn vậy để mọi người không nạp vào hàng triệu tiền, hàng triệu. Vì vậy là chúng tôi các cái giới hạn sẽ mở rộng dần dần, có thể là từ 1 tháng 4 chúng tôi sẽ cố gắng tăng các cái giới hạn để xử lý một cách tự động cho việc rút và nạp tiền. Slide tiếp theo, cái slide này thì nó hoàn toàn không thiết thực nữa rồi, mặc dù là tôi rất buồn nói điều này. Chúng tôi hy vọng rằng 3 tỷ crew sẽ được làm chúng ta vui mừng về cái cơ hội staking, nhưng mà chắc là tất cả đã chọn MNT rồi, như là một cái staking thuận lợi nhất, có lợi ích nhất. Và 3 tỷ token đã kết thúc, và có những cái câu hỏi mà tôi thường xuyên hay gặp ý, liên quan tới việc chuyển đổi từ crew sang full crew và các cái phí, thì token của tôi sẽ làm sao để mà 3 năm nữa khi mà staking event nó kết thúc, và cái token crew của tôi 2 năm sau sẽ như thế nào nếu mà tôi staking chọn staking đấy, hoặc là 1 năm nữa tôi làm thế nào tôi có thể chuyển đổi từ crew sang crew qua 1-2 năm nữa. Ở đây thì tôi phải nói rằng là mọi người phải rất là chú ý, và tôi lại ghi hình, vì cái sự ghi hình này tôi lại nhắc lại lần nữa, crew từ crew luôn luôn sẽ được đổi một tỷ lệ một một, và smart contract của tôi đã được xác định như vậy, 35 tỷ crew và 35 tỷ world crew dành cho việc chuyển đổi, tất cả tỷ lệ luôn luôn sẽ là 1:1 lên 1. 1 năm nữa thì sao, 1 năm nữa thì cái phí nó sẽ
thay đổi cho cái việc chuyển đổi. Bây giờ là từ 1 đô la đến 100 đô la là phí tối đa. Nếu mà các bạn chuyển đổi từ 10 triệu kru tới 10 triệu kru, các bạn sẽ thanh toán 100 đô la thôi. Nhưng 1 năm nữa sẽ xuất hiện cái thị trường các cái World Crew giá đông mở khóa, và vậy thì chúng ta sẽ không biết cái giá của token Crew và token World Crew 1 năm nữa. Bây giờ thì cái này rất khó dự đoán. Vì vậy, sau cái sự chuyển đổi từ một cái phí đó là công ty NewJetPay sẽ thu, và họ là chủ sở hữu các cái cổ phiếu World Crew, token World Crew. Vì vậy là NewJetPay 1 năm nữa, nếu mà thấy rằng cái sự chênh lệch giữa hai cái token crew nó có 1 đô la và có token crew chẳng hạn như là 5 đô la, thì cái sự khác biệt đó các bạn sẽ thanh toán bằng tiền tươi và cái sự chênh lệch trong chuyển đổi đó. Nhưng một lần nữa thì là cái sự chuyển đổi là chuyển đổi đó là tự nguyện. Các bạn thích thì các bạn sẽ chuyển đổi 1 năm nữa, hoặc là 2 năm nữa, hoặc là 3 năm nữa. Không thích thì có thể không đổi. Qua cái thời gian đó thì các anh chị sẽ đánh giá cái sự lợi ích về mặt tài chính và kinh tế mà bạn nhận được trong vòng cho doanh thu 280 mấy% trong vòng 3 năm theo staking. Và cái phí cho chuyển đổi có thể là các bạn sẽ thấy tiếc tiền cho sự chuyển đổi. Tôi cũng không biết là điều gì sẽ diễn ra 3 năm nữa, và tiền World Cruise nó sẽ có giảm bao nhiêu và World Cruise sẽ có giảm bao nhiêu ba một năm nữa thì chúng ta sẽ biết điều đó. Và tất cả mọi người hỏi thì cái năm đó thì tính từ bắt đầu từ lúc nào, bán token World Cruise thì bắt đầu từ 10 tháng 2 2021. Vì vậy là cái dạng đông cái mở khóa World Cruise đầu tiên thì sẽ diễn ra vào 10 tháng 3 năm 2022, tức là 1 năm nữa cộng 30 ngày, đó là cái năm đó nó sẽ lên như vậy. Và ở đó chúng ta sẽ thấy một cách cụ thể của giá của dạng đông mở khóa World Cruise trên sàn. Còn bây giờ thì đến tháng 2, tháng 3, 2022, chúng ta còn chưa biết rõ token World Crew và giá thị trường của nó sẽ là bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết là cái giá mà công ty sẵn sàng bán token đó. Slide tiếp theo nào. Không ai, mọi người đang không chờ được đến cái lúc có cái video hướng dẫn, cho nên là chạy đi, mọi người vội vã chạy đi để trao đổi giao dịch. Tôi hy vọng là mọi người cũng sẽ có được sẽ chờ được thời điểm đấy. Thì ai cũng chờ tôi, từ 20 tháng 3 đến nay thì chúng tôi đã làm việc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi hầu như không ngủ không nghỉ gì cả, không ăn không ngủ, nói chung là chúng tôi bận kinh khủng luôn, không có một cái lúc nào mà được người nghỉ, bởi lúc nào cũng có điện thoại gọi điện, mất cái này mất cái kia, ai cũng than phiền. Cho nên xin lỗi mọi người là tôi chưa có thời gian để quay cái video hướng dẫn. Nếu mà ai đó trong số các đối tác mà biết cách thì xin mọi người hãy làm cái video đấy. Quan trọng là các bạn phải lưu ý rằng trong các cái video đào tạo đấy thì không nên cái thị trường của chúng ta thì nó chưa hình thành hẳn, thì chúng ta đừng làm cái lệnh market order gì cả. Thì đấy là cái lời đề nghị của chúng tôi, là đề nghị đầu tiên, bởi vì các cái thị trường bây giờ thì nó rất là chưa ổn một tí nào cả. Thì hiện nay chưa có nhiều người trao đổi buôn bán giao dịch gì cả, có những cái khối lượng trên đấy cũng không nhiều. Và tình hình là nhiều khi mọi người bấm một cái nút nào đấy mua hay bán trên theo thị trường ấy, thì sẽ dẫn đến một số cái hậu quả mà khó hiểu. Hoặc là ai đó thì đưa cái order ra để mua Ethereum 100 đô chẳng hạn, tôi muốn mua 100 hay 200 đô hay là 800 đô mua Ethereum đấy, và họ không hiểu, họ không biết là phải xem ở đâu một cái nút màu xanh với màu đỏ là mua về bán, thì họ đưa ra 1,5 Ethereum để bán và theo giá thị trường, và sau đó thì họ bị mất, thành ra là họ bán nhầm, mua nhầm bán nhầm, thành ra là bán Ethereum hết mất được 100 đô. Thì họ rất là thất vọng và họ nói với tôi là ai đã mua của tôi Ethereum giá 100 đô thì hãy trả lại cho tôi với các thứ xin xỏ. Thế nhưng mà trên thị trường thì mua xong thì thôi, ai người ta trả lại nữa thì là mất tiền. Thế thì có một số người thì đã bán hoặc là mua Bitcoin 100.000 đô, có ai đó đã được đặt một cái lệnh là 100.000 đô, còn ai đó thì đã có mua là 5 đô. Thì nói chung là cái đấy là những người mà họ rảnh quá không có gì làm, cho nên họ ngồi họ đặt những cái lệnh rất là kỳ cục và rất là không rất là khó hiểu. Thế thì những cái người mà họ có, nhưng mà cũng có những cái người mà họ không không có kinh nghiệm, họ cũng nhận lời, họ vẫn mua bán
như thế. Và xin lỗi mọi người, chắc là một lập trình viên gọi cho tôi, xin lỗi một chút ạ. Tôi xin lỗi, tôi không biết là thật ở đâu, mọi người chờ tôi một chút ạ. Xin lỗi tất cả mọi người, đấy là những cái cuộc gọi không bao giờ chấm dứt, tôi liên tục có những cuộc gọi như vậy. Tôi sẽ gọi lại sau. Và có người thì nói là tôi bán euro với giá đô la bao nhiêu đấy, tôi có 84 euro mà tôi muốn bán với giá 100 đô, tôi thấy cái lệnh này ok. Không hiểu tại sao lại làm như thế. Thế bây giờ 7.000 người bắt đầu ngồi ở trên sàn để xem là ai đặt cái lệnh dở hơi hơn à, đúng không? Mọi người lấy 84 euro và bán lấy 100 đô thì tôi có nói chung là đặt những cái lệnh rất là ngớ ngẩn và rất là, tôi không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy. Có thể là họ nhỡ tay hay họ nhầm như nào đấy, thế nhưng mà tóm lại là khi mà các bạn làm việc thì các bạn phải chú ý một chút, có thể các bạn sẽ bị nhầm lẫn hoặc là các bạn sẽ bị rơi phải những cái lệnh buồn cười như thế. Và chỉ có cái lệnh đấy khó mà hủy được, chỉ có nếu mà mình biết ai thì mình mới trao đổi với họ được. Xem là những cái lệnh đấy thì nói chung là thấy những cái lệnh nó rất là buồn cười và rất là khó hiểu. Thế cho nên là các bạn phải lưu ý thì cái người mà bán Ethereum với giá 100 đô thì chắc là làm cùng ai đấy. Thì cái người hướng dẫn thì có khi họ cũng gà mờ và họ cũng hướng dẫn không đúng cách, cho nên là thành ra là nhầm, mà nhầm thì mất tiền. Còn có những cái câu hỏi về staking, tại sao UNTP lại không được gửi về, không hoạt động, thì tôi kiểm tra staking rồi thì có hoạt động mà. Thì có lẽ là các bạn có một cái số nó nhỏ quá, đang đặt đặt staking một số ít quá thì nó nếu như các bạn muốn refresh lại mỗi lần đấy, muốn cập nhật lại mỗi nửa tiếng thì nó cũng chưa cộng thêm được mấy, tại vì cái số tiền của các bạn quá nhỏ cho nên là nó không hiển thị lên. Còn nếu như mà các bạn có 49.000 crore đã được mở khóa thì cái UTP nó sẽ vẫn khai thác được và bình thường, khai thác bình thường. Có một vấn đề gì đấy ai đó lại gọi rồi, tôi không biết là có vấn đề gì. Thế thì là tiếp là cái việc staking crew thì đã chấm dứt rồi, những cái crew mà đã được để đặt staking thì đã hết rồi. Chúng ta sẽ mở xem slide tiếp theo. Việc xác nhận lại, xác thực lại thì sẽ được làm trong tuần tới, và tuần này thì chúng ta sẽ xác thực những người mà đăng ký lần đầu, và ai mà đăng ký chưa được thì phải chờ đến tuần sau thì mới đăng ký lại được, mới xác thực lại được. Còn nếu như các bạn mà chưa xác thực, chưa đăng ký, đã xác thực rồi thì các bạn có thể trao đổi hoặc là ký quỹ trong vòng, hoặc là nạp tiền khoảng độ 500, trong vòng 500 đô, hoặc là có thể rút tiền. Tức là nếu như các bạn chưa xác thực thì các bạn có thể làm trong vòng 500 đô. Thì sau khi các bạn xác thực xong thì các bạn có thể làm nhiều hơn, rút hoặc là nạp tiền nhiều hơn. Và chúng ta còn không còn vài ngày nữa thôi là đến sự kiện đến ở Dubai, có rất nhiều thủ lĩnh đã sang Dubai để chuẩn bị cho cái chương trình ngày hội của chúng ta, chương trình Crypto Unit. Và nếu như các bạn muốn thấy tất cả các thủ lĩnh trực tiếp, truyền hình trực tiếp để biết được cái kế hoạch của công ty trong năm tiếp theo thì tất nhiên là các bạn hãy mua vé để tham gia để xem cái chương trình truyền hình trực tiếp trước ngày 28 tháng 3, thì nó là 80 unit, và sau đó thì nó sẽ tăng lên đến 100 unit. Nếu mà sau ngày 28, mua sau ngày 28 thì sẽ là 100 unit. Và chúng ta sẽ có hai buổi làm việc, ngày 30 tháng 3 là từ 10 giờ đến 14 giờ giờ Moscow. Và buổi thứ hai, phiên thứ hai sẽ là từ 16 giờ đến 20 giờ giờ Moscow. Chương trình rất là hay, rất là thú vị. Chúng ta tổng kết và năm ngoái và chuẩn bị kế hoạch năm sau. Cho nên là các bạn hãy mua vé và chúng ta hãy gặp lại nhau vào ngày 30 tháng 3 trong buổi truyền hình trực tiếp. Để tôi xem qua một lượt các câu hỏi bây giờ, để tôi nghĩ là có rất là nhiều câu hỏi thì tôi sẽ không trả lời hết được đâu trong ngày hôm nay, thì tôi sẽ trả lời một số câu thôi. Nói ra tôi thấy cái thời gian không đúng lắm đâu, từ 10 giờ đến 2 giờ đến 4 giờ đến 8 giờ, nhưng từ 11 giờ theo giờ Moscow. Ok, cái slide này của chúng ta chắc là từ buổi webinar trước rồi chưa sửa. Tôi cũng không biết là nếu mà thời gian thay đổi thì các bạn hãy xem trong cái tin tức trong có thể là thời gian nó đã thay đổi rồi thì mọi người chú ý theo dõi tin tức, có thể là thời gian Dubai hay sao, tôi không biết nữa. Thì cái slide này nó hơi cũ rồi thì mọi người kiểm tra lại hộ tôi. Blockchain đã mở khóa, có một câu hỏi thú vị đây. Trên blockchain thì đã không tiến hành mở khóa, với cái điều đó chúng tôi đã xử lý rồi, 2 ngày trước chúng tôi đã xử lý rồi. Bây giờ các bạn cần phải refresh, bấm nút refresh, balance và refresh với hai cái
mở khóa và refresh tài khoản thì chúng ta sẽ thấy cái token nó sẽ đến với cái tài khoản của mình. Và trên blockchain chúng ta còn có thể xem cái smart contract của chúng ta, không phải là khi chúng ta ở bên trong ví đâu, khi chúng ta ra khỏi ví rồi ấy, chúng ta xem cái chúng ta đặt cái địa chỉ ví của chúng ta để chúng ta xem, thì chúng ta sẽ nhìn thấy, thì chúng ta search rồi chúng ta sẽ thấy cái có một cái nút là contract không, thì gọi gọi cái hợp, tôi không biết là nó như nào, tức là dịch ra thì nó sẽ nói là contract call, và chúng ta sẽ thấy tất cả các cái tài khoản mà bị khóa của chúng ta, xem từ ngày nào và ngày nào chúng ta đã được nhận cái gì. Thế thì nếu như chúng ta mới được nhận là ngày 19 tháng 2 chẳng hạn, thế thì chúng tôi đã tặng thêm 30 ngày nữa, và tức là từ khoảng độ 23, 22 tháng 3 gì đấy thì 30 ngày đã qua rồi, thì chúng ta sẽ có thể refresh lại và chúng ta sẽ nhận được những cái khoản đóng băng đấy. Còn nếu như mà gần đây chúng ta được mở khóa ngày 13 tháng 3 chẳng hạn hay 14 tháng 3 thì từ đấy đến giờ chưa được 30 ngày đâu, cho nên các bạn chưa có cái gì đâu. Chúng ta chưa đến thời điểm mà chúng ta được mở khóa cho nên là nó sẽ chưa hiển thị cái gì cả, là nó chưa đến ví cái blockchain của mình. Chỗ này có thể nó chưa chưa khớp được với nhau, có thể là lệch trong vài ngày. Cho nên là các bạn cứ xem trong cái menu đấy xem là cái contract call đấy, xem tất cả các cái ngày tháng khi mà các bạn đã được cái mở khóa từ gần ngày nào gần đây nhất chẳng hạn. Thì nhiều người thì kêu ca là không, chưa được mở khóa các thứ thì bây giờ họ đã nhận được tiền rồi, họ lại thông báo lại là đã nhận được tiền rồi, cho nên là mọi cái đều ổn cả. Đang có câu hỏi là khi nào có thể chuyển đổi từ crew sang crew sau đó crew. Câu hỏi rất hay, khi nào thì có thể chuyển đổi crew thành gold crew, thì câu này tôi cũng chưa có câu trả lời. Thì chúng tôi hy vọng là cái chức năng này sẽ xuất hiện trước ngày mùng 1 tháng 4. Thế nhưng hôm nay tôi xem thế tình hình thì sợ là đến ngày mùng 1 tháng 4 thì sẽ chỉ có thể chuẩn kịp cho những cái crew nó đã được mở khóa thôi, còn cũng chưa chưa ai đổi crew đóng băng thành world crew đóng băng làm gì cả, bởi vì là crew đóng băng thì còn có thể đặt, còn cái muốn là chuyển đổi thì là phải muốn cái crew đóng băng thành vương crew đóng băng. Thế thì chúng ta tức là lập trình viên họ không làm cái đấy, thì không biết là mất thời gian bao nhiêu thời gian thì mới làm được cái chức năng đấy để mọi người sử dụng. Thì tôi không hỏi hỏi họ, họ bảo không biết, họ bảo là mùng 5 hay mùng 10, họ không nói, không có một cái ngày nào cụ thể cả. Tạm thời thì chưa có câu trả lời chính thức, có thể biết đâu ngày mai họ sẽ có trả lời tôi thì tôi sẽ thông báo lại sau. Thì chúng ta cứ nói chung là cứ nghĩ là trong khoảng tháng 4 đi, còn thời điểm nào trong tháng 4 thì tôi không dám nói chắc. Tôi đang lo lắng là ai đó đang gọi cho tôi thì có thể là đã có chuyện gì đang xảy ra này, có một vấn đề gì đấy này phát sinh, cho nên là tôi xin lỗi là tôi phải đi gọi điện lại cho các đội ngũ IT đi, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày 30 tháng 3 nhé. Xin gặp lại ở Summit, xin chào tất cả mọi người.